Rồi, hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Vin Review. Thì ở video này mình sẽ chia sẻ với anh em về một vài cái kinh nghiệm để anh em có thể chọn mua máy khoan về dùng ở gia đình. Đó. Thì đối với cái nhu cầu mua máy khoan về dùng gia đình thì anh em nên để cái tiêu chí là nhỏ gọn lên hàng đầu. Anh em không nên ham hố mua những cái con máy nó quá to, công suất nó quá lớn và nó nặng về để dùng gia đình. Mình thấy là có một số anh em mua những con máy khoan đầu kẹp 13 ly mà có thể khoan rút lõi đó về xài gia đình, rồi xài được vài hôm là chán bán anh em đi mua con nhỏ hơn, lý do là to quá xài không được. Đó thì cái tiêu chí đầu tiên anh em phải lưu ý đó là phải lựa chọn những cái mẫu máy nhỏ gọn nhẹ rồi, và anh em nên tránh xa những cái con máy khoan điện ra. Ở đây mình có một con bốc GSB550, con này mình mua rất lâu rồi, và ở thời điểm hiện tại mình đang quay video á là mình hầu như là không còn sử dụng con này nữa, mà hầu như là con này mình cất trong tủ để làm kỷ niệm ha. Máy vẫn hoạt động rất tốt, nói chung là máy vẫn xài rất là ngon, chả có hư hỏng gì cả, nhưng mà vấn đề là nó khá là bất tiện mỗi khi dùng. Khoan một cái lỗ thì bắt đầu là phải kéo dây nhợ rất là lằng nhằng, chưa kể là khoan những cái lỗ ở trên cao cần phải bắt thang anh em, mà cầm cái máy này lên trên đó mà khoan thì rất là mệt ha. Cầm một tay nó rất là khó để thao tác, nên là anh em dùng gia đình thì hiện tại mình thấy là không nên mua những cái dòng khoan điện như thế này. Rồi tiếp theo thì anh em nên mua khoan pin. Ok, thì đối với khoan pin thì nó sẽ chia ra là khoan pin dùng cái động cơ có chổi than như con bốc này và con Makita này ở đây, thì anh em không nên mua những cái con khoan pin có chổi than ở thời điểm hiện tại nữa, tại vì cái công nghệ này nó đã quá cũ rồi, cùng cái kích thước anh em thì con không chổi than nó sẽ có cái hiệu suất nó cao hơn và nó tiết kiệm pin hơn. Những con khoan pin mà có chổi than thì ở thời điểm hiện tại nó không còn đáp ứng được cái tiêu chí là gọn nhẹ nữa, con nào nó cũng nặng và nó cũng to hết, mặc dù vòng tua của nó đâu đó chỉ có khoảng 1.300 vòng thôi, nhưng mà nó rất là cồng kềnh như thế này. Rồi, và nếu như mà nói về khoan pin không chổi than á thì anh em nên mua những cái máy khoan pin nó sử dụng cái hệ sinh thái pin là chân pin phổ thông Makita 21V như thế này. Tại vì sao? Tại vì ở thời điểm hiện tại trên thị trường á, cái hệ sinh thái pin chân pin phổ thông Makita 21V là cái hệ sinh thái nhiều người sử dụng nhất, và các hãng sản xuất những cái máy này á cũng ưu tiên ra những cái máy móc chạy pin để phục vụ cho hệ sinh thái này là nhiều nhất. Thì có thể kể ra là anh em có máy khoan, máy mài, máy bắt vít, máy cưa, rồi máy hút bụi, máy hàn, rất là nhiều các cái loại máy pin hiện tại nó đang hoạt động chủ yếu là ở trên hệ sinh thái pin chân phổ thông 21V anh em đó. Còn nếu như anh em mua những cái hệ pin khác, ví dụ như là 12V, 14V, 16V á, thì những cái máy có thể sử dụng cái pin đó thì nó cũng ít và không có nhiều cái sự lựa chọn cho anh em về các cái máy cũng như là các cái thương hiệu ha. Có rất là nhiều hãng đang bắt đầu chuyển cái hệ chân pin của những cái máy của mình á, của cái hãng đó sang cái hệ sinh thái này. Có nhiều cái thương hiệu trước đây họ dùng cái chuẩn chân pin riêng, nhưng hiện tại là người ta đã bắt đầu chuyển cái chân pin đó sang cái hệ sinh thái 21V này. Lý do là do dùng cái chân pin riêng nên là ít người mua. Mua về rồi lại phải đi mua thêm pin, mua thêm sạc, trong khi ở nhà đã có sẵn những cái viên pin như thế này rồi.
đó, mà mua cái máy đó về là phải đi mua thêm pin khác về để dùng, thì nó rất là mất công tốn tiền, nên là người ta không mua những cái máy đó. Nên là một số hãng ha, hiện tại là mình thấy là đã bắt đầu chuyển đổi những cái dòng máy pin sang cái hệ 21V chân phổ thông hết rồi. Thì mình thấy là anh em dùng gia đình thì nên mua những cái con khoan đầu kẹp 10 ly là ok rồi. Anh em không nên mua những con 13 ly ha, 13 ly nó rất to và nặng. Và khi mà mình muốn sửa chữa một cái gì đó ha, mình chỉ cần lắp một cái đầu vít vào và mình dùng cái khoan này biến nó thành một cái máy bắt vít để mình xài. Chứ thực tế thì khoan á, mình dùng rất ít ha, không phải lúc nào mình cũng khoan. Khi nào mà cần treo một cái gì đó lên tường hay là như thế nào đó thì mình mới khoan thôi. Nhưng mà đâu phải ngày nào anh em cũng đi mua chanh về anh em treo trong nhà đâu, đúng không? Nên là mình sẽ ưu tiên nhỏ gọn và có thể dùng nó để tháo mở ốc vít thì nó sẽ hay hơn đó. Ngoài ra thì anh em cũng có thể mua cái máy bắt vít về để dùng, không cần phải mua khoan cũng được ha. Thì với những cái máy bắt vít như thế này, cái chức năng chính của nó sẽ là tháo mở ốc vít đó. Như mình ha, mình rất thích những cái máy mà chuyên vít, nó vẫn khoan được anh em ha. Lắp cho nó những cái mũi khoan chân lục giác vào là khoan tường vô tư ha, một cái mũi khoan chân lục giác nó khoan không hề thua kém gì cái thằng khoan có đầu kẹp này cả. Nhưng mà được một cái hơn đó là nó ngắn hơn, nhẹ hơn, và khi mà mình sử dụng nó để làm một cái máy bắt vít á ha, thì nó rất là thoải mái khi mà mình cầm, tại vì nó nhẹ, rất là nhẹ luôn ha. Đó thì tùy anh em ha, anh em nào cảm thấy là mình ít khi mà dùng máy này để tháo mở ốc vít mà hầu như là chỉ khoan thôi thì ok, anh em nên mua một cái con khoan có đầu kẹp. Anh em có thể kẹp được những cái mũi chân lục giác hoặc là chân tròn, anh em đều có thể kẹp được ha. Còn thằng này thì nó chỉ sử dụng được những cái mũi khoan mà có chân lục giác thôi, còn những cái mũi chân tròn thì bỏ tay ha. Đó, được cái này nó sẽ mất cái kia đó, nên là anh em phải cân nhắc là mình dùng chức năng nào nhiều hơn thì mình sẽ ưu tiên cho cái chức năng đó ha. Nếu như anh em ít khoan thì anh em nên mua con này. Rồi, còn đối với những anh em dùng gia đình nhưng mà ở nhà của anh em lại có nuôi heo, nuôi gà, nuôi bò, anh em có nhu cầu phải đóng sửa những cái chuồng trại thường xuyên ha, leo lên mái tôn để bắt vít ha, chống dột cho những cái chuồng trại đó, thì anh em nên cân nhắc là anh em mua cái máy bắn vít có búa nha. Tại vì sao? Thứ nhất là con bắn vít có búa nó vẫn khoan được hả, mặc dù cũng là dùng gia đình á, nhưng mà anh em phải xem cái công việc ở gia đình của anh em dùng chủ yếu là công việc gì ha, để anh em mua máy làm sao cho nó phù hợp. Còn ví dụ như anh em có điều kiện về tài chính thì tốt nhất là ở gia đình của anh em nên có đủ cả ba cái mẫu như thế này ha, thì nó sẽ tối ưu nhất. Còn trong trường hợp anh em bắt buộc phải chọn lựa mua một trong ba cái mẫu này thì anh em cân nhắc ha, giữ một con khoan đầu kẹp, một con chuyên vít và một con vít có búa thì nó sẽ phù hợp với những từng gia đình của từng anh em khác nhau, chứ không phải là cứ dùng gia đình là phải đi mua khoan có đầu kẹp ha, là không đúng. Vì thực tế mình cũng là một cái người mua khoan về để dùng gia đình, và mình thấy rằng là mình rất ít khi sử dụng cái khoan đầu kẹp này để lắp cái mũi khoan vào để khoan tường ha, chủ yếu là mình lắp những cái mũi ví dụ như là mũi đánh bóng, mũi đánh rỉ sét ha, mũi đá mài anh em ha. Những cái mũi đó chân nó tròn nên là mình phải có một cái khoan đầu kẹp thì mình mới kẹp được, nên là mình vẫn cần sử dụng cái con này. Còn những anh em nào mà không
không hề có cái nhu cầu đó, mà anh em chỉ đơn giản là anh em muốn khoan tường và sử dụng cái khoan này để dùng nó như là một cái máy tháo mở ốc vít nha, để anh em có thể sửa chữa những cái thiết bị trong gia đình nha. Theo mình thấy là cái con vít trượt này nó sẽ tối ưu hơn nha, cầm nó nhỏ gọn nhẹ nhàng, thao tác nó chính xác. Rồi còn anh em nào ha, mua về dùng gia đình nhưng mà lại hay đi ra vườn, hay phải đi sửa chuồng heo ha, mà thường xuyên phải leo lên mái nhà để sửa chữa mái tôn chống dột cho những cái chuồng trại ha, thì cái con chuyên vít này á ha, nó sẽ hợp lý hơn là cái con khoan hay là cái con vặn vít trượt đó. Tổng kết lại, đối với những anh em mua về khoan dùng gia đình thì anh em lưu ý là đặt cái yếu tố nhỏ gọn lên hàng đầu. Bên cạnh đó thì anh em khi mà mua pin á về dùng á thì anh em nên mua những cái viên pin 5 sao thôi. Rồi ok anh em, thì đó là cái nội dung nha của video ngày hôm nay mình muốn chia sẻ tới anh em về cái kinh nghiệm chọn mua máy pin về dùng gia đình ở thời điểm hiện tại. Ok, thì video của mình xin phép được tạm dừng ở đây. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.